Mấy các bạn em với trận thứ hai cho 10 triệu hôm nay với tôi. Come on.
Yeah.
buồn lắm, dài thế mà cũng buồn. Đánh bóng đi. Mình để sau đánh đi đội mũ đó được rồi. Ừ đúng rồi. Mấy đứa cái này
Vâng. Biết kênh gì chưa? Màn. Minh Tâm Vlog. Ống truyền hơi của xe. Không cần nó vào nó tìm được mà, ra ngay. Thank you.
có chua nghèo khó. Mình đỗ hôm nay đánh ở trường rồi.